Đầu tuần, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tổ chức một cuộc họp với các quan chức an ninh hàng đầu để thảo luận về an ninh quốc gia trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt. Theo hãng thông tấn KCNA, tại cuộc họp, ông Kim đưa ra kế hoạch thực hiện hành động quân sự ngay lập tức và đề xuất các nhiệm vụ quan trọng cần hoàn thành trong hoạt động răn đe chiến tranh và thực thi quyền tự vệ để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Không rõ cụ thể hành động quân sự mà ông Kim nói cụ thể là gì. Cuộc họp quy tụ các quan chức tình báo và quân sự chủ chốt của Triều Tiên bao gồm Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên Ji yong jo và Tổng cục trưởng Tổng cục Trinh sát Triều Tiên Ji Chang-ho. Ngày 15 tháng 10, Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, JCS, nói rằng Triều Tiên đã cho nổ tung một số đoạn của tuyến đường Liên Triều ở phía Triều Tiên. Theo hãng thông tấn Yonhap, theo JCS, vào khoảng giữa trưa ngày 15 tháng 10, giờ địa phương, một số đoạn đường ở phía bắc của đường phân giới quân sự, MDL, giữa hai nước đã bị cho nổ tung. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục leo thang. Cụ thể, các vụ nổ xảy ra tại các khu vực chỉ cách MDL 10m vào khoảng 11 giờ 50 sáng giờ địa phương, trên đường dọc theo tuyến Ciu Ngui và khoảng 12 giờ trưa giờ địa phương, trên đường dọc theo tuyến Đông Hê. JCS cho biết quân đội Hàn Quốc không chịu bất kỳ thiệt hại nào và họ đáp trả bằng cách nổ súng ở phía Nam MDL như một biện pháp tự vệ. Đồng thời cảnh báo các hành động của Triều Tiên có thể vi phạm thỏa thuận đình chiến liên triều ký kết năm 1953. Giải thích việc quân đội Triều Tiên phá hủy các tuyến đường liên triều lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nói rằng điều đó có nghĩa là không chỉ đóng cửa về mặt vật lý mà còn chấm dứt mối quan hệ xấu xa với Seoul cũng như xóa bỏ hoàn toàn nhận thức vô ích về những người đồng hương và ý tưởng phi lý về thống nhất. Ông Kim tuyên bố Hàn Quốc là một quốc gia xa lạ và thù địch, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin. Phát biểu của ông Kim được đưa ra một ngày sau khi KCNA đưa tin Quốc hộ Triều Tiên đã sửa đổi hiến pháp để chỉ định Hàn Quốc là một quốc gia thù địch, phù hợp với cam kết của ông Kim về việc từ bỏ mục tiêu thống nhất hai miền Triều Tiên. Ông Kim nhấn mạnh rằng nếu Triều Tiên buộc phải sử dụng quân đội với Hàn Quốc thì đó là hành động trả đũa hợp pháp đối với quốc gia thù địch, chứ không phải đối với những người đồng hương, trong bối cảnh căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Seoul gia tăng. Ngày 16 tháng 10, hãng thông tấn KCNA đưa tin hơn 1,4 triệu thanh niên, bao gồm sinh viên và quan chức đoàn thanh niên Triều Tiên đã gia nhập hoặc quay trở lại quân đội trong tuần này. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng cao thời gian gần đây khi Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đưa máy bay không người lái, UAV, xâm phạm không phận Bình Nhưỡng. Phần mình, tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết không thể xác nhận liệu các tuyên bố của Triều Tiên về sự xâm nhập của UAV Hàn Quốc có đúng hay không.